tôm tích quá nhiều luôn. Hôm nay tôm tích về sống về nhiều ha. Ủa mà sao tôm tích bự mình không có gạch ha? Cái này nè chị. Đâu hả? À? Mà tôm nhỏ lại có gạch. Chào các bạn nha. Hôm nay hai chồng mình chuẩn bị làm một món là món mì cay cấp độ mấy giờ vậy? Cấp độ 10 đi. Tại vì người ta làm mì cay cấp độ 7 mà mì cay Hàn Quốc. Còn mình là hai chồng mình làm mì cay Việt Nam cấp độ 10 thôi. Rồi mời các bạn cùng xem video chơi nhé. Mì cay gồm có nè, nấm thêm chanh nè, bông cải xanh nè, bùa nè, cá chả nè, bắp cải tím nè, xúc xích nè, rồi đây là kim chi, còn đây là mực với lại tôm. Tôm này tôm sống luôn nha. Còn đây giờ là thịt bùa. Bò đâu? Chút xíu nữa mình có phụ thêm là tôm tích nữa. Đâu rồi, tôm tích rồi, bỏ tôm tích rồi, giờ mở cái không ơi. Đây. Mở ra cho các bạn xem ơi. Đây cái tôm tích này là mình sẽ luộc sống luôn á, sống luôn đâu coi con giờ nãy giờ nè 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 đó nó đó, đó. Sống đó, đó. Cái, nãy giờ đó cái này là mình mua tôm thịt nha các bạn, nó bị ngợp hay sao chứ ngợp. Không có mua tôm gạch tại này là làm món mì cay ăn tôm thịt nó ngon hơn. Ở ngoài quán á thì người ta làm mì cay Hàn Quốc á các bạn là cấp độ 7, còn hôm nay á là mình sẽ làm á là mì cay Việt Nam là cấp độ 10. Là 10 cái định nghĩa 10 của nó là gì? Là mình sẽ xài 10 chớp. 10 chớp nha các bạn. 10 chớp như vậy ha. Ngoài á, mua ở trong chợ. Ừ, vô chợ luôn. Ở đây này mua ngoài á trong chợ. Ngoài luôn. Mua hai con mực ống. Tươi luôn. Có hai con mực hả? Trời nắng này mà ăn mì cay nữa là đủ luôn nha. Mì cay luôn vậy. Giống như là đi xông hơi vậy. Cho nó khỏe. Rồi tôm tích hồi nãy mình đã luộc rồi các bạn. Chín rồi nha. Các chủ bà bán tôm này các bạn, người ta dặn là trước lúc mà mình luộc tôm á làm khoảng nấu nước cho sôi thì sôi, rồi xong rồi cái tôm sống á mình mới đổ vô là thịt tôm nó chắc mà nó lại ngon nữa, nó ngọt nữa. Chín đều hết rồi nha. Rồi đổ tích. Chín rồi. 1 ký tôm tích nha các bạn. Hỗ trợ thêm 1 ký tôm tích. Thịt chắc lắm nha các bạn. Để mình cắt cho các bạn xem. Bé Hoài Đạt thì phụ mẹ đem muối ra để ngâm bã cải. Wow, cải tím mình nó ra màu luôn rồi. Phải không? Bỏ muối ra màu luôn hả? Không, mình bỏ hết vô nước. Hồi nãy giờ mua nửa bắp hả? Nửa bắp. Mình xài chắc không nữa hả? Xúc xích đứt đó. Đó con phụ mẹ lấy kéo ra nè. Con lấy con bỏ ở đâu? Con bỏ vô. Xúc xích này thơm lắm đó mẹ. Nó thơm mùi thịt. Xúc xích thơm mùi thịt chứ thơm mùi gì con? Nó thơm mùi quen thuộc có xúc xích đó ba. Có vài cái có mùi khác. Bông cải này là kia bông cải gì vậy? Trong quên rồi. Cải xanh hả? Cắt phanh đi cho nó đẹp. Mực tươi luôn á chưa? Tươi lắm luôn. Tôm cũng tươi. Tôm cũng tươi mà mực cũng tươi luôn. Tôm nãy là tôm sống luôn phải không? Tôm sống. Cắt tôm thì giờ cắt rau rồi. Ủa hái rau rồi? Hai câu của con tôm á. Ủa hai câu của hai câu con mực á. Ừ. Cái tôm tích này các bạn, cái đầu thì các bạn có thể ăn được nha. Và ăn là gì? Ăn được miếng thịt rồi các bạn.
với ăn được hai cái càng của nó nè, là hai càng này. Cái tôm tích này thì mình cắt là mà cái đầu mình nó bỏ nha các bạn. Có thể là mình ăn được cái đây, ăn được hai cái que này. Cái que này ăn ngon nha các bạn. Cái que này cái càng của cái con tôm tích nè, ăn cũng ngon lắm. Bây giờ mình cắt này ra. Để một hồi mình bỏ vô mì chai mỗi người hai con. Nhưng mà cái này làm nhà thì ăn chắc mỗi người chắc có mỗi người chục con à. Mà muốn ăn nhiều ăn. Đây. Đây con này nó ra đây. Này các bạn thấy không? Thịt chắc ghê không? Đó. Còn dính thịt nữa. Rồi sản phẩm đã xong rồi nha các bạn. Mình với con mình đã lột xong rồi nè. Rồi bây giờ là đây là còn dư đây đâu mà mở đầu lên đây các bạn. Bạn thấy không? Đó. Đầu này là chút xíu á, là mình rảnh thời gian á thì mình ngồi mình cắn ăn chơi. Cắn ăn là được nó được cái đầu với hai cái càng nè các bạn. Hai cái càng của nó hai cái que nè. Bạn thấy không? Đây. Là hai cái que này mình ăn cũng nhâm đồ ăn chơi được cũng yên lắm. Cái mâm nguyên liệu của bà xã mình cũng đã xong luôn, đã hoàn thành luôn. Wow, rùa quá gì, đồ tươi mà sao rùa quá gì. Nghe mùi hải sản là có rùi à. Rồi, giờ bưng vô đi. Ớt nãy mình rửa rồi chân phải không? Rửa xong. Rồi bỏ hồi thải mới chết luôn. Chụp trái đi. Xong rồi nè. Mì ca Việt Nam, chụp trái, cấp độ 10. Nguyên cái đá luôn. Rồi bưng vô đi. Ngồi đi. Thử tỏi cho nó vàng thiệt vàng. Thơm thiệt thơm. Đẹp. Vàng lên đó thấy chưa? Vàng chưa? Rồi bỏ nước vô hả chị? Chưa, giờ bỏ cải thảo vô một cái. Kim chi. Kim chi. Rồi bỏ vô đi. Thơm quá ha. Mùi của kim chi. Thơm mùi rượu vậy? Mùi chua chua. Mùi chua chua giống như là mùi cái men rượu á. Nước vô. Mình thử thơm mà mình cho thêm nước vào. Chút xíu cho mình bỏ bột ớt rồi tương ớt vô nữa. Với kèm theo 10 chết cho chồng nữa. Mì cay cấp độ 10 mà. Nước lẩu nhiều nhiều ha. Nước lẩu nhiều đi. Người ta là ăn mì cay là mua mỗi người một tô. Mình chơi ăn lẩu luôn. Còn này mình ăn lẩu, gia đình mình ăn lẩu. Ủa vậy là tôm chị ơi chụm hết luôn hả? Ờ, vậy chụm trước cho nó ngọt nước. Với lại cá chả nè. Bỏ cá chả vô trước cho nó chín. Có chụm xúc xích không? Không, xúc xích dễ chín, xúc xích mau chín. Hình như là xúc xích chứ nó chín sẵn rồi phải không? Ừ. Mấy đứa nhỏ thường thường thấy nó ăn nó cắn nó ăn hoài đó. Ồ, cái đó là xúc xích chín, còn lại xúc xích này chưa chín. À, chưa chín hả? Rồi anh bỏ bệnh đi. Được chục con vậy? Trên cả chục, trên chục. Trên chục hả? Chục con mực.
Vậy là mình chụm cái này là chủ yếu lấy mấy nước ngọt đúng không? Đúng rồi. Cái mực này mình chụm mì dừa chứ không phải nó bị teo vậy. Đúng rồi, mình chụm. Chụm lấy nước ngọt thôi. Hồi nãy mình quên mua rau quế ha. Mấy lá quế vậy? Ừ. Bỏ cho nó thơm. Bộ còn sót lại con miếng mực hay vậy? Sót. Ba cũng sót, con mực cũng sót. Cái gì cũng sót nè. Vậy là mình chỉ chụm mấy cái tôm với mực không phải không? Bò đâu chờ chụm chi? Bò vậy chứ. Bò mau chín mà. Nửa chén hả? Nửa chén tính. Cay sợ nhiều, sợ nó cay quá mình nhắm chừng vừa đủ được. Nửa chén tương ớt. Mình bỏ dừa thôi, tại mình nhà mình có con nhỏ đó, có hai con nhỏ ăn rồi bị không bỏ nhiều được. Ít thôi. Ít thôi. Không thêm thì họ chồng thêm. Thôi khỏi thêm, chồng ăn ớt trái rồi, mười chớt đó. Nghe nó mùi nó cũng cay lắm. Cho vô miếng muối. Muối cục hả? Cho một miếng muối cục. Hai chồng mình làm clip lên, lúc nào cũng ghe tạo chạy ngang, nó hơi ồn ào một tí nha các bạn, thông cảm nha các bạn. Bỏ vô. Cỡ giờ để mà. giờ để cuốn đi cho chồng cầm cái cuốn nè. Wow. Mì siêu cay. Bà xã mình bỏ cho mình 10 chớp nha các bạn. Ăn này siêu xỉu luôn. Ủa tôm tích không chậm hả? Tôm tích mình để thôi, nữa mình bỏ vô lẩu ăn tại mình thích rồi. À vậy hả? Lưng lên vậy? Vậy để cái lưng lên cho đẹp. Chứ. Người ta mới biết tôm tích. Nhìn cho biết con tôm tích. Ừ. Nhiều lắm nha các bạn. Tôm tích nhiều lắm nha, một ký đó mà hai vợ con mình á cắt. Rồi ăn dụng nữa phải không? Với ăn dụng. Ăn dụng mấy cái mép á, mấy cái mép của con tôm tích nó còn dính lại á. Wow, ba lớp rồi nha các bạn, ba lớp mà còn vẫn còn để vô đó nha. Quá nhiều luôn. Đã lắm các bạn ơi. Có con có gạch đó kìa. Hình như có con có gạch. Này chắc chồng làm mấy bạn xem mấy bạn thèm chảy xuống. Oh, quá ngon. Rồi gia đình mình ăn 1, 2, 3, 4, 5 gói mì. Đây. Wow, bà xã mình dọn ra đây các bạn ơi. Quá xuất sắc luôn. Mấy gùi nó nghe hải sản là nó lại à. Cái này là vợ chồng mình ăn cơm chiều luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình mời các bạn cùng dùng lẩu mì cay, siêu cay. Quá ngon các bạn ơi. Nhìn cái mâm thôi là đã ngon rồi. Có mấy chớt nè. Siêu cay. Ớt này chắc mình ăn rồi. Chứ ai ăn vô. Kèm phải đó là cái này là còn cù nha. Còn cù nha các bạn. Đây mình chấm lãng phí. Ừ. Chấm lãng phí đầu tôm khi nào rảnh mình nhai rồi ăn chơi. Đạt có làm một ca sữa hay gót ly sữa mời các bạn dùng trước không? Ăn cay uống sữa không có bị cay. À, rồi bây giờ chuẩn bị mời các bạn một ly sữa luôn nha. Uống sữa trước. Con. Uống ít thôi con còn ăn nữa con. Uống ít rồi còn ăn nữa. Uống nhiều quá sao ăn? Mình làm con hút hụt tí à. Mình làm con hút hụt chứ. Thấy thèm quá rồi. Thèm quá. Cô Phát cũng thèm luôn ha. Cô Phát ăn mì này hay gì mẹ bỏ gì chứ. Con kia ăn mì cuốn con này. Tôm thẻ nè. Xúc xích nè. Rồi đây bò. Bò này nãy giờ mua bắp bò phải không? Mua bắp bò. Rồi cái này là kèm theo đó là tôm tích nha các bạn.
Rồi, nó tóm là đầy đủ nguyên liệu. Nguyên liệu đầy đủ để nấu mì cay Việt Nam. Cấp mì cay cấp độ 10. Độ 10 sao không đạt ăn được 10 là chồng á. Là 10 vậy á, 10 độ 10 là 10 trái ớt đó. Ném thử đó là nó cái này cỡ cấp độ 2 đó bà. Ừ. Bắp cải vô. Hồi nãy giờ không bỏ mấy cọng cải kia trước. Cọng cải nào? Cải xanh đó. Cọng cải. Cọng cải đó. Không biết nó mau hay nó lâu. Rồi bỏ cọng cải vô đi vô vô đi vậy. Vậy bỏ nữa đi. Bỏ nữa đi. Ừ. Bỏ hết đi. Bông cải nó thấy nó dày đó, lâu chín nè. Bông cải này giờ thấy nó cũng dễ chín mà. Rồi mới vớt rồi, vớt ra đi chứ thôi để hồi nó ấy. Mình phụ bà xã mình kiếm ớt để vớt ra nha các bạn. Tại để cho vô gạo ăn vô. Lột vô gạo ăn tội nghiệp đứa nhỏ nó ăn nó cay, tội nghiệp nó. Này để gấp mì cho mì chín nè. Rồi gấp mì cho Đạt đi. Còn mì này là mì của bé Hoàng Phát nha các bạn. Bé Hoàng Phát không có ăn mì không ăn mì cờ cộng lớn. Rồi bỏ xích vô đi. Ừ. Ăn gì bỏ đó vô con. Tôm thì cũng thả tôm cho nó nóng. Thả tôm vô. Đây. Mực nè. Ăn cá ớt nha bạn. Nó đúng ăn đâu cay lắm nha. Thả mực vô. Đó. Ừ, trong này bóc lên quá. Gì con? Gói mì. Rồi mực chín giờ giờ ăn mực coi có nó tươi giòn không vậy? Thử mực coi. Chấm nữa hả? Rồi gấp kim chi vô. Gấp kim chi rồi nấm gì nữa. Giờ gấp miếng nấm vô đi. Kim châm. Rồi miếng xúc xích. Tôm tích đây kìa vợ. Tôm tích kìa. Nhúng miếng tôm tích đi. Không thể thiếu được. Nhúng vô một cái. Rồi con nghỉ ăn con ngồi xuống đi. Nghỉ ăn con chia sẻ. Tôm tích mình trụng cho nó nóng. Oh, quá trời cái chén mì. Còn rau nữa sao gấp nữa. Quá ngon phải không? Đã ăn tôm tích gì cơ đã? Đã ăn giòn. Cái này nó cũng không có cay quá. Cấp độ 1 không vậy? Hay là cấp độ 0? Hả? Cấp 1 hả? Mình quay hai mẹ con ăn rồi mình thèm nhuyễn miếng luôn các bạn ơi. Không có uống sữa. Em đứa kêu vậy, mình bám mình cũng mình bám mình hả? Đó hả? Rồi bây giờ mình trang miếng sức nha các bạn. Thử rồi. Đây. Lần đầu tiên nấu mà ăn cũng được. Không. Thì không nha. Chết mình làm ăn hết. Bỏ nó. Đây tâm tích mình là hảo hải sản nha các bạn. Gia đình mình hảo hải sản hơi bị nhiều. Đó rồi. Thịt sưởng. Ủa lộn cái này là kim châm nè. Xúc xích. Cái chả. Thôi như đây được rồi chị ơi. Bỏ nhiều quá đại chén không biết ăn được sao. Bỏ rau cho cải cho tí vô. Wow. Dùng quá nước ra ngoài các bạn ơi. Chồng ăn rồi mới mất nấu ăn cho ăn nữa. Quan trọng nước súp. Thử.
Ngon các bạn ơi. Quá ngon. Ăn miếng thịt nè. Mình ăn cấp độ 10 mình sẽ ăn mờ chớt này. Em biết ăn nổi không vậy các bạn? Thử nè. Hỏi ngon không? Hỏi đạt đi. Đạt á là nó thiệt tình luôn á các bạn. Ngon. Ngon. Ngon mà không? Không đạt. Bé Đạt hả? Bé Đạt là rất thiệt tình các bạn. Có sao nói gì đúng không? Ngon là ngon, nó ngon à? Ngon không Đạt? Ngon. Thật sự là quá ngon các bạn ơi. Vì mình làm bán được ạ. Bán kiểu như mình là tổ khách nghiệp luôn. Tổ không? Tổ chứ là không hả? Bán như mình thì là tổ. Cẩn mực, miếng mực nha các bạn. Sức này con. Ăn nhiều chưa? Ờ, mời các bạn miếng mực nha. Ăn đi để sức sức. Quá hả? Mà ẩu gì này, nó nóng chứ, đang ngon. Quá ngon, rất thích ngon luôn. Mình nói ngược cái gì khó không? Có nãy chồng nói có đồ không xin anh. Mấy chén rồi mà. Vợ chồng mình ăn cái này là chiều các bạn. 5 giờ rồi, đã có ăn chưa? Mình chớ nha. Một trái à. Bây giờ bỏ trứng tích vô thêm các bạn ơi. Ăn à, trứng tích con. Trứng lắm. Trứng lắm. Hai chồng mình là nấu lần này là nấu lần đầu tiên nha các bạn. Mà quá ngon. Lần đầu tiên khai pháo luôn á. Tôm này á, hồi nãy bà xã mình mua là nó còn sống phải không vậy? Tươi luôn á. Sống luôn. Là hai chồng mình đi chợ Phú Hòa mua. Tại vì chỉ sợ cái chợ gần nhà mình á, cái chợ mình thường đi hoài các bạn. Là sợ không có bán đầy đủ nguyên liệu. Cái là buổi chiều chợ mình không có bán được gì. Buổi chiều chợ mình bán được rẫy mà. Nghe sáng mới coi bán. Đủ mượn biết ăn sao rồi các bạn. Chứ mình mới ăn con trái là cái cay mà. Nhưng mà nhờ ớt chín á. Thế mẹ gắp mình cho con. Ớt chín nó đỡ hơn đi. Nó đỡ hơn ớt sống các bạn. Ăn thử có con tôm thẻ, tôm sú thẻ nha. Quá tuyệt. Con lột tôm ăn đi con. Ăn quá ngon. Này. Ê dạ không ăn ớt còn coi. Mình lầm cái chén này là chén thứ ba các bạn. Lầm con lầm tích các bạn. Con cổ gạch luôn à. Các bạn thấy không?
quả lại các bạn ơi. Làm chớ hả? Trái thứ mấy chồng? Trái thứ ba. Thấy chồng ăn mà vợ ca giùm á. Phải không? Còn 7 trái nữa mà. Chắc 7 trái đó không nổi quá. Quá cay. Ăn mực. Mực ngon các bạn. Mực giòn. Tươi mà đi... mình nhúng lẩu mà nó không bị teo luôn á. Ý mà đi chợ chiều đó mà tươi đồ tươi. Người ta ăn mì cay là người ta đâu có chén chấm đâu. Chỗ này bà xã mình hỗ trợ thêm được cái chén chấm này các bạn. Để chấm hải sản. Ok, cho bà đi sữa. Được rồi, đó, đủ rồi. Siêu cay uống sữa rồi. Rồi, mời các bạn dùng đi sữa nha. Biết thân các bạn. Cay quá các bạn ơi. Uống sữa vô cho giảm cay. Cho giảm cay, cho một hơi miệng luôn. Dịu rồi. Ăn tiếp các bạn. Uống sữa vô đương nhiên phải dịu chứ mà. Nó đạt lột hay ba lột gì mất. Còn dở lên tích nữa. Còn sót lại. Các bạn á, mà nhà các bạn có khách đó các bạn cứ làm gì thiệt luôn. Tóm lại là cái nguyên liệu mình mua á, thì nó tóm lại thì tầm khoảng vài trăm. Chắc tầm khoảng cái này mình mua chắc hình như tính sơ là khoảng 400 à. Là ngon. Chất lượng. No. Nó mò luôn các bạn. Lên tính ngoài mà con ăn rồi mà. Để nào gì sáu chắc con đi ăn ăn được cái tính đó không nha hả? Đó, cứ là cái mì cái thịt cay này các bạn. Mà chỉ có gia vị á, liệu là tôm, với mực, với xúc xích. Nó tóm lại có cái tính này là mình hỗ trợ đi, nhưng mà ở ngoài quán á, quán hôm bữa mình đi ăn á là có chỗ bán là mì cay tôm tích nữa. Vô bao giờ? Ai cho mình cũng đi. 1, 2, 3 vô. Sữa với cái ngọt. Rồi. Hai chồng mình với hai đứa con ăn tới đây đã no với các bạn. No no lắm rồi. Tối tối là hôm nay là xỉn mồi các bạn. Rồi, mình hai chồng mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn những video tiếp theo nhé. Các bạn xem xong nếu mà thấy video hay thì nhớ ủng hộ kênh mình nhé. Rồi tạm biệt các bạn nha. Bye bye.